Chào toàn thể quý vị khán giả yêu quý đang theo dõi clip phát trực tiếp của DVH Audio nha. Khá là muộn rồi, nhưng mà tuy nhiên là giờ này DVH vẫn chưa được nghỉ đây các bác. Hôm nay DVH lại có một vị khách hàng yêu quý là đặt hàng một đôi loa full đôi JBL 725 chuyên đi đập nhạc sàn. Đấy, bác này thích mạnh, thích đập nhạc sàn. Nói chung là bây giờ thì DVH bán những cái dòng loa neo, những cái dòng loa từ neo bán rất là nhiều và tiếng ca nó lợi, tiếng ca nó sáng. Nhưng mà tuy nhiên là bác khách này thì lại bảo là mua một đôi này về để cho đi những cái đám mà thích thanh niên, thích bay nhảy thì là cho đôi này đi. Đây, con này là tép củ 170 côn 75 nhá, và loa bát này từ 220 này, con này là bát L rất là đẹp. Nhưng con này thì DVH cái lô vừa rồi nhập về họ gửi thiếu cái tem cho mình, thiếu tem, con bát này chưa có tem các bác. Thực ra tem cũng chẳng quan trọng, có cũng được, chả có chả sao. Bích 7 màu rất là đẹp các bác. Và con này là cũng củ 220 côn 100, nhưng con này thì là bát 2 tầng côn các bác. À nhầm, bát 2 từ các bác. Hai cái cục nam châm nó chồng lên nhau các bác nhá, hai cục nam châm nó chồng lên nhau. Rất là khủng, con này màng dày. Đây con này này. Con này oánh bát rất là mạnh. Con kia thì bát nó sẽ non hơn con này, nhưng mà mình vẫn phải lắp thêm một đôi này để nó bù lại một chút lời cho đôi này. Chứ ví dụ mà mình mà lắp hai đôi bát này thì nó oánh nó nhiều bát quá, nó bí lời thì cũng không được hay cho lắm. Đây phải lắp thêm một đôi này. Đôi này cũng bát khá khỏe nhưng mà nó lời, về cái phần lời thì nó lợi hơn đôi này một chút xíu các bác nhá. Còn đôi này thì oánh gần như là dạng kiểu da đặc bát. Con này bát rất là khỏe. Các bác nhìn cái núm của nó này, nhìn sần sùi gân guốc kinh khủng không? Gân vải dầu, ba gân nhá, gân vải tẩm dầu này vẫn còn dính. Xin chào anh Minh luôn nhá. Đây là hai con bát từ thường luôn ạ. Hai con bát từ thường luôn. Con này bát L, bát này dính cực kỳ. Sờ vẫn còn dính tay. Đấy. Với một cấu hình này đều là từ thường cả. Cấu hình này để chuyên đập nhạc sàn này các bác. Dự kiến được đôi này đập với tan nhà nát cửa luôn. Cặp này có giá là 13 triệu ạ. Cặp này 13 triệu các bác nhá. Bát này củ 220 cùng 100, còn bát này 2 năm châm liền. Xin chào anh Minh Luân, ok ạ. Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của anh nha. Xin chào bác Thắng Ngồi ạ. Xin chào toàn thể quý vị khán giả quý đang theo dõi clip của DVH nha. Chúc các bác có một buổi tối thật là vui vẻ. Phải nói là con bát này nhìn trông vẫn rất là ưng bụng. Các bác mà lắp hai cái bát này thì mình nghĩ là bát thì nó non đi một tí nhưng mà nó lợi về cái lời thì vẫn ok hơn. Con bát này độ nhạy cao. Con bát này độ nhạy cao hơn là con bát này nhá. Con bát này oánh sẽ lì hơn. Nhưng con này thì nó sẽ ra tiếng bát. Bát con này ra khá khỏe. Còn con này thì nó ra cả lời nữa. Con này ra cả một chiếc phần lời. Xin chào anh Âm Thanh nhá. Có bán một chiếc. Nhìn này các bác nhìn này. Đẹp không? Bích 7 màu. Phải nói là nhìn đi nhìn lại nhìn con này vẫn thấy thích. Đây là màng của nó. Con này thì màng nó phủ cả keo dầu luôn các bác nhá. Màng phủ cả keo dầu luôn. Còn con này thì chỉ là màng giấy bình thường. Nó không phủ keo dầu. Xin chào bác Quảng Nguyên ạ. Đây cấu hình này là dành cho các bác đi đám cưới, thích đập nhạc sàn đây, thanh niên thích bay nhảy thì vác đôi này ra nện. Cấu hình 725 các bác nhá. Đây lưới của nó đây, đang tháo lưới, đang chưa lắp xong các bác. Đang lắp dở thì là phát clip trực tiếp cho các bác xem một chút, giao lưu một chút các bác. Đây tí nữa thì em sẽ lắp vào, tí nữa em sẽ lắp vào. Tầm này muộn thì cũng chẳng test thử được đâu. Có test thì chắc là mai em lôi ra em nện các bác nhá. Cặp này 13 triệu ạ. Vâng, xin chào anh Xuân Hoàng nhá. Thùng loa A dây à? Thùng loa A dây thì thùng loa A dây thì em đang bán là 3 triệu 6 một cặp A dây 330 nhá. Đấy là vỏ không? Xin chào anh Minh Luân. Ok. Em vẫn hay tư vấn khách hàng lắp bát neo. Lắp bát neo nó lợi lời hơn. Nhưng tuy nhiên là bác khách này thì quả quyết là bảo là cố ý là phải dựng lấy một đôi để còn oánh nhạc sàn đám cưới cho nó khỏe. Tại vì loa từ neo người ta cũng có rồi, người ta thích lấy một đôi từ thường đập cho nó nhạc sàn cho nó khỏe. Cho nó thật với các bác là chơi cái loa từ neo thì bê vác nó nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng nó lợi lời, hát nó vẫn sướng hơn là những cái dòng này. Dòng này thì hát không thể nào mà sướng bằng những cái dòng từ neo được, đặc biệt là những cái dòng của côn 75 76. Hát nó rất là bay tiếng, nó lợi lời hơn nhiều. Thằng này thì nó lợi về bát, thằng này nó lợi bát thôi. Còn bát này nhìn trông cũng khá là oái oăm này. Xương hình 8 cạnh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đúng rồi. Con này là xương 8 cạnh, bát này, bát chuyên súp. Con này chuyên đánh súp các bác. Đấy vừa rồi DVH cũng có lên clip giới thiệu cho các bác về con bát này chuyên súp. Rất là gấu, nặng cực kỳ luôn. Tép nào 750 nhà em có luôn, anh Quân Văn. Nói chung là làm từ neo thì neo hẳn, từ thường thì từ thường hẳn. Một neo một thường em...
Em nghĩ là cũng được thôi, nhiều cố gắng là lắp cái loại côi nó to bằng nhau cho nó đều công suất. Còn bát này thì nhìn xương, xương nó rất là đẹp. Bát L xương đẹp cực kỳ. Ok, các bác mà quan tâm cái dòng loa này, các bác mà quan tâm những cái dòng loa to khỏe này thì alo trực tiếp cho DVH nha. Đợt này bên DVH được cung cấp những cái dòng loa sân khấu rất là nhiều. Đặc biệt là loa Azay các bác, loa Azay đây. Loa Azay nhà em rất là nhiều, nói chung là lắp liên tục. Azay 30 40 có cả luôn ạ. Azay 30 40 có cả luôn. Đây là bát 40 nhá, bát 40 nhá anh Khải Nguyễn nhá, so với găng tay của em mà xem. Bát 40 đấy. 30 gì mà to như này. Riêng cái cục từ của nó đã 22 phân rồi. Cục từ đã hơn một găng tay rồi. Đấy, từ đã hơn một găng tay rồi các. Loại này đập nhạc sàn thì bao phê bao sướng thôi, nhưng mà khổ nỗi là bê nặng các bác. Cấu hình này thì dự kiến với các bác luôn là chắc nó phải rơi vào tầm 6-70 cân. 6-70 cân một chiếc này. Một chiếc loa này chắc phải đến 70 cân mất. Xin chào bác Quân Văn ạ. Tép 750 từ neo 2,4 triệu ạ. Bát 50 côn 152 không có. Đúng rồi, quả bát dưới này nhìn gấu. Quả bát dưới này là con này là chuyên đánh súp ấy. Còn ba này ba chuyên súp. Xin chào bác Tuấn Anh nhá. Phun đôi côn 100 từ thường. Đấy, như cái đôi này thì em đang báo giá là 13 triệu các bác. Đôi này lên thành phẩm là 13 triệu các bác nhá. Bát là từ 220 côn 100. Hai con bát này đều là từ 220 côn 100 ạ. Còn con tép này, con tép này là con tép 750 ạ. Con này tép 750 nhá, côn 75. Đây tép của nó này. Tép khá to. Tép to gần bằng bát. Xin chào bác Mạnh Hùng. Mic một tay hát nhẹ một tay hát nặng à? Thì tay nào hát nặng này tăng volume lên. Phải nói con bát này nhìn mặt mic của nó đẹp thật. Chất mic con này rất đẹp các bác. Nhìn quá đẹp luôn. Bát Neo 25 à? Nhà em bát Neo 25 hiện tại nhà em còn mỗi cái dòng bát của L thôi. Cái bát xương nó giống như này. Giá tầm nó 3 triệu. Bát Neo 25 của L. Còn cái bát Neo 25 của BM thì giá rẻ hơn 2,3 triệu nhưng mà hết hàng rồi. Con bát mà bích 7 màu kia cũng là côn 100 mà. Đây này. Xin chào anh Khải Nguyễn nha. Đây con này là côn 100 này. Đây các bác nhìn này. Từ 220 côn 100. Côn 76 thì nó hay làm từ 190 thôi. Từ 190 nó mới hay làm côn 76 các bác nhá. Còn cái loại này nó từ 220 côn 100. Đây. Con này cũng vậy. Con này cũng là từ 220 côn 100. Nhìn con bát kia thì đẹp hơn. Em này vẫn thích con bát kia hơn. Bát kia nhìn nó màu mè nó đẹp. Còn con bát này thì trông kiểu nó gấu. Bát này nhìn trông cảm giác nó gấu, nó chắc chắn. À, anh Khải Nguyễn nhắn cho em qua Zalo nhá. Đúng rồi, côn 100 thì hát. Côn 100 thì hát tiếng nó không sáng đâu. Các bác mà thích hát nhiều thì tốt nhất lắp côn 75, 76 thôi. À, đúng rồi, các cái loại mà côn to này thì nệ nhạc sàn nó phê các bác nhá. Nện nhạc sàn thôi thì phê thôi, chứ còn hát thì thua. Hát thì sẽ thua những cái dòng từ neo hoặc là những cái dòng côn 75, 76. Nhất là những cái dòng loa độ nhạy cao thì hát tiếng nó sẽ bén hơn. Những cái con này thì độ nhạy nó sẽ thấp hơn. Tuy nhiên là về cái độ lì, độ lực thì nó oánh, nó khá lực. Những cái dòng này oánh khá là lực. Mỗi tội là hát thì nó không được bay tiếng. Bát này làm sao mà giống nón BMB được. Cái núm này là núm giống của bọn PA Thái Lan này. Bọn PA Thái nó hay làm cái núm kiểu như vậy nhá. Bát dưới là mid low, bát trên làm full này. Cũng được ạ, không sao. Ok các bác nhá, ở clip này thì DVH cũng chỉ muốn giới thiệu với các bác ngắn gọn vậy thôi. Ngắn gọn vậy thôi. Là bên DVH là cung cấp những cái mẫu, những cái mẫu loa sân khấu rất là nhiều. Full đôi, full đơn 30, 40. Súp thì có súp 50, súp 40, súp 50. Và đặc biệt là các dòng loa Azay. Loa Azay nhà em có rất là nhiều các bác nhé. Loa Azay 30, 40 có rất là nhiều. Phục vụ các bác. Phục vụ các bác đi làm cho thuê âm thanh. Loa đài sân khấu sự kiện. Gọi là loa đài đám cưới hoặc các sự kiện nhỏ ấy. Thì chơi các dòng này thì ok rồi các bác nhé. Các bác quan tâm thì vui lòng alo trực tiếp cho DVH qua hai số điện thoại. Em xin phép em sẽ dừng lại clip tại đây. Để bây giờ em sẽ tiếp tục, em sẽ lắp đặt. Bây giờ em sẽ lắp đặt nốt cho khách đây, tại vì tầm này cũng rất là muộn rồi. Lắp xong để em về đi ngủ đây. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nhá. Các bác nào mà có vấn đề gì cần trao đổi thì alo trực tiếp cho em hoặc là nhắn qua cho em qua Zalo nhá. Tại vì nhiều bác comment quá thì em không thể nào trả lời hết được.
Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip sau ạ.